Chào các bạn nha, mình tên là Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, học lớp 42 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân nha. Hôm nay mình xin giới thiệu về sách Atlas động vật. Ở trong ấy đấy á, thì sẽ có rất nhiều động vật trong đó nha, nào là ếch nè, hươu nè, nai nè, khủng long nè, chú khủng long nữa đó nha các bạn. Các bạn muốn tìm hiểu về động vật đó thì các bạn hãy like cho mình nha. Nè, đây là sách động vật nè. Các bạn ở trường đó, giá khoảng 75.000 thôi đó. Các bạn rất là rẻ đấy ạ. Nè, đó, có rất là nhiều động vật luôn đó nè. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn nha. Để coi. Nếu giới thiệu thì trước tiên chúng ta hãy giới thiệu về cách đây đã lâu lắm rồi nha. Các bạn biết không, cách đây đã lâu lắm rồi sẽ có núi lửa nè. Nè, núi lửa nè. Đó, rồi còn có sứa nè, bọ ba thùy nè. Đó, rồi còn có cá không hàm nữa nè. Cá ấy không hàm luôn đó, mấy bạn có thấy hàm răng của nó không? Còn cá đua Kestrelfu nữa đó. Cái đó đã sống từ lâu lắm rồi, giờ đã bị tuyệt chủng rồi đấy các bạn ạ. Cá ấy có hàm răng rất là nhọn, các bạn nhìn nè. Cá da phiến nè, xuất hiện cách đây 400 năm. Nửa thân trước của cá được bao bọc trong một chiếc áo giáp nè. Rất là cứng luôn đó nha. Rồi còn có chuồn chuồn khổng lồ luôn đó các bạn. Nhưng giờ chỉ còn trùng trùng nhỏ thôi. Trùng trùng khổng lồ nó có thể đạt tới 80cm luôn đó các bạn. Những loài côn trùng khổng lồ khác như nhện, sán cũng sinh sống trong các khu rừng ẩm ướt của thời kỳ này nữa. Thằn lằn Petrodon nè, rất là thích nha các bạn ha. Là một trong những loài bò sát bay đầu tiên luôn đó các bạn. Sả cánh của nó là dài hơn 7m luôn đó nha. Mỏ của nó rất lớn và không có răng luôn đó. Còn đây là răng chạm á, là tổ tiên của loài tatu nha các bạn. Nếu các bạn muốn xem thêm thì các bạn xem trang 11 trên 10 nha. Chúng ta ra trang tiếp theo nhé. Đó là thời đại khủng long. Trong loài bò sát từng sống trên trái đất, chúng ta biết khá rõ về khủng long. Chúng sống cách đây khoảng 220 năm. Tên của chúng có nghĩa là thanh lanh khủng khiếp. Người ta tìm thấy xương, dấu chân và thậm chí cả trứng của chúng ở hầu như khắp nơi trên trái đất. Xương của chúng đã hóa thạch, tức là đã biến thành đá. Bằng cách phân tích cách hóa thạch khủng long, các chuyên gia biết rằng da chúng có vảy, không thấm nước và một số loài có thể sống hơn 100 năm. Nè, bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu nha. Đây là trứng khủng long nè, trứng khủng long. Và những cái tổ tiên mặt đất đó thì khủng long để trứng vào trong một cuộc khai quật. Các nhà khoa học đã từng phát hiện được 17 tổ với 75 trứng khủng long đã hóa thạch rồi đó. Và đây là Tyrannosaurus, là động vật ăn thịt lớn nhất thời kỳ này và chắc chắn là loài dữ tợn lớn nhất nhé. Con vật khổng lồ cao 6m, dài 15m này có một cái đầu rõ to, quay mặt phía đến đó, rất là ghê đó ha các bạn. Và đây là khủng long cổ già nè. Đây là không, chắc chắn là không có ăn thịt người đâu, nó chỉ ăn cây hoặc cái con bọ trùng thôi, ăn cây thủy sinh và lá cây đó. Chắc chắn là loài động vật lớn nhất này trên trái đất luôn đó. Đây là một con khổng lồ dài 25m với một cái cổ dài và một cái đầu nhỏ, nó ăn thủy tinh đó nhé. Còn đây là Barosaurus, một loài khủng long sống gần mùi nước và có thể bơi. Đầu nó được kéo dài thêm nhờ một cái màu dài. Khủng long được có màu dài hơn khủng long cái. Vậy là chúng ta đã tìm được thời đại khủng long rồi nhé. Chúng ta cũng có thể biết được những con khủng long nó sống như thế nào và nó để trứng như thế nào, nó to như thế nào và nó ăn như thế nào đó. Các bạn đã tìm hiểu được chưa? Nè, rất là hay, sách này rất là bổ ích luôn đó các bạn. Và tiếp theo là những loài động vật có vú đầu tiên luôn đó. Động vật có vú còn gọi là tiến hóa từ bò sát khoảng năm 195 triệu năm trước rồi đó. Rất ghê nha. Sau khi
khủng long tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm, các loài động vật có vú bắt đầu phát triển mạnh và đa dạng. Bộ não của chúng ta hơn hầu các loài đều trẻ đẻ con. Động vật có vú phân loài thành các loài côn trùng. Rất là hay luôn đó các bạn. Tiếp theo là Bắc Cực. Nhạt biển Bắc Cực đi tránh rét ở nửa kia địa cầu vào mùa đông. Và chim này là loài di chuyển, là loài di trú xa nhất nha. Chúng có thể bay chặng đường dài tổng cộng 40.000 km mỗi năm đấy. Chú Bắc Cực nè là một loài động vật ăn thịt đáng sợ. Nó chính là chúa tể của miền đất băng giá này. Nhờ khứu giác tốt, nó có thể xác định vị trí lũ hải cẩu đang bơi dưới lớp băng. Và thậm chí một con cá voi ở cách nó hơn 30 km đấy các bạn ạ. Thỏ Bắc Cực vào mùa hè có màu nâu hoặc màu xám tùy từng vùng, nhưng vào mùa đông bộ lông của nó trắng như tuyết, được khó bị cá phát hiện nữa đấy. Bắc cực nằm xung quanh cực bắc. Bắc Cực gồm bắc Bắc Dương, Alaska phía bắc, Canada, Greenland phía bắc, Scandinavia và vùng biển Siberia. Ở đây vùng biển rất dài, lạnh giá và ở trong chìm trong đêm tối, mặt đất bị một lớp băng bao phủ và nước biển đóng băng. Người ta gọi là lớp băng vận và phần lớn thời gian trong năm chỉ có những động vật có sức chịu đựng tốt mới có thể sống sót ở một nơi khắc nghiệt như vậy đấy. Nên là chúng ta đã tìm hiểu được nhiều điều thú vị rồi đó các bạn ạ. Phần đó đây là em của chị Quỳnh Như. Chị Quỳnh Như ơi, thả vào giùm em đi. Em ấy là Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư đó các bạn, học lớp 32 đó nha. Để tới đọc bài lịch sử Hồng Phú Thế cho các bạn nghe nha. Tới thuộc rồi. À nè các bạn, nếu mà muốn đọc Atlas động vật đó thì các bạn vô nhà sách mua đi. Rất có nhiều Atlas chứ không phải có một mình đâu nha. Đây nè, có Atlas về các quốc gia nữa nè, Atlas tự nhiên, Atlas đại dương và cuối cùng là Atlas động vật. Đó, bốn cái Atlas này nè, rất là hay đúng đó. Tôi đã mua Atlas động vật rồi đấy. Còn bây giờ, Atlas động vật nằm trong bộ sách Atlas cho trẻ em. Cuốn sách này sẽ giúp các em khám phá các loài động vật trên thế giới thông qua những mô tả đơn giản, ngắn gọn, cộng thêm những minh họa chi tiết đầy màu sắc. Các loài vật trên khắp các châu lục sẽ lần lượt hiện ra trước mắt các em một cách sống động và những đặc điểm thú vị trong môi trường sống tự nhiên của chúng đây nhé. Nè các bạn coi đi, rất là nhiều luôn đó. Này là cá, ngựa vằn, hươu cao cổ, hạc, voi, sư tử, chim cánh cụt, sắt nữa đấy nhé, thỉ nữa, bướm nữa, ếch, bướm, qua loa nữa nè, vẹt nữa nè, rất là nhiều luôn đó các bạn, cá heo nữa đó nha. Các bạn đã xem qua được Atlas động vật thì các bạn muốn xem qua được Atlas quốc gia, Atlas xã hội tự nhiên, Atlas đại dương thì các bạn hãy đi mua sách, chỉ có 75.000 thôi à. Atlas động vật cũng y như vậy đấy cả. Trễ rồi, đến giờ mình ăn cơm rồi. Tạm biệt các bạn nha. Các bạn muốn xem qua thì nhớ like cho mình nhé.